Xin chào quý cô chú anh chị em ha. Nay Pháp Thái tiếp tục đến nhà vườn của Ngân Nguyễn có một số phôi giấy giá rẻ và một số dòng mới muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào Ngân. Dạ em chào anh Thái, chào cô chú anh chị trên kênh Pháp Thái TV. Hôm nay nhà vườn em có về một số phôi giấy là một số giống mới á, và muốn giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại của em là 0704897859, đó cũng là số Zalo. Trước tiên xin chân thành cảm ơn quý cô chú trong thời gian qua đã luôn ủng hộ em ạ. Dạ để không mất thời gian em xin vào cây số 1 là một cái cây phôi với Mỹ ạ. Lô đế rất là sạch quý cô chị. Chiều cao là 1 mét ạ. Quanh ở đây là 27 ạ. Này đế rất là đẹp luôn quý chú. Mã số 1 em xin giao lưu là 300 ngàn ạ. 300 ngàn là em sẽ bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn ạ. Cây là em bao sống luôn. Mã số 2 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 80. Hoành là 20 ạ. Mã số 2 em cũng giao lưu là 300 ngàn ạ. 300 ngàn là em bao phí ship cho quý cô chú tặng nhà luôn ạ. Cây này thì khỏi sợ hả quý cô chú, em bao sống cho mình luôn. Mã số 3 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Phôi này có cái dáng rất là đẹp nha quý chú. Chiều cao là 95. Hoành là 23. Thôi tính 22 đi. Đế là sạch ha, cụ đế với nở hậu cho quý cô chú chị. Dạ. Đây, nở đế nè. Mã số 3 em xin giao luôn là 300 ngàn ạ. Mã số 4 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 85 ạ. Hoành là 23. Mã số 4 em xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Mã số 5 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Con cành phóng à. Chiều cao là 80. Hoành là 20 ạ. Đế rất là sạch của quý anh chị. Mã số 5 xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Mã số 6 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Cái lô phôi này rất là già đế nha quý chú. Chiều cao là 70 ạ. Hoành là 23. Mã số 6 xin giao lưu là 300 ngàn. Mã số 7 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 85 ạ. Hoành là 21. Đế đặc ha. Dạ. Mã số 7 xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Mã số 8 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 70. Hoành ở đây là 21 ạ. Mã số 8 em xin giao lưu là 250 ngàn. Mã số 9 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Đặc biệt lô này mình vô phân hết rồi. Về với quý anh chị mình chờ ra mầm mình ghép thôi. Chiều cao là 70. Hoành là 17 ạ. Mã số 9 em xin vô luôn là 250 ạ. Mã số 10 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 80. Hoành ở đây là 17 ạ. Mã số 10 em xin vô luôn là 250. Mã số 11 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 80. Hoành là 23. Mã số 11 em xin giao lưu là 250. Mã số 12 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 90. Hoành là 21 ạ. Mã số 12 em xin giao lưu là 250. Mã số 13 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ.
Cây một cốt lực quý cô anh chị. Chiều cao là 1m1 ạ. Hoành là 23. Mã số 13 em xin vô là 250 ạ. Mã số 14 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 90. Hoành là 20 ạ. Mã số 14 em xin giao lưu là 250. Mã số 15 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 85 ạ. Hoành là 19 ạ. Mã số 15 em xin giao lưu là 250. Mã số 16 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 95 ạ. Hoành là 24 ạ. Cây này đế giống như thú ha. Đây, cây này rất là vàng luôn chú, nó có thể là hai da luôn á. Nó bông ra nó hai da. Mã số 16 xin giao lưu là 250. Mã số 17 cũng là một cái pho giấy Mỹ ạ. Chiều cao là 1m05. Hoành là 23. Mã số 17 em xin giao lưu là 250. Mã số 18 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn. Chiều cao là 90. Hoành là 16 ạ. Mã số 18 em xin giao lưu là 200.000. Mã số 19 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn. Chiều cao là 70. Hoành là 18 ạ. Mã số 19 em xin giao lưu là 200.000. Mã số 20 cũng là một cái phôi với Mỹ. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 19 ạ. Mã số 20 em xin giao lưu là 200.000 ạ. Mã số 21. Cái này giống như con tôm ha. Cũng là một cái phôi với Mỹ ạ. Phôi này đập lạ nha quý chú. Một rễ. Chiều cao là 70. Rất là đẹp luôn. Hoành là 20. Mã số 21 em xin giao lưu là 200.000. Mã số 22 cũng là một cái phôi với Mỹ. Chiều cao là 95 ạ. Hoành là 21 ạ. Phôi giấy Mỹ nó có những cái mà nó làm là không thể nào tránh khỏi chày luôn chú. Chày nhỏ nhỏ này là không có sao hết, từ từ nó sẽ liền da lại. Còn vết nào mình cắt thì mình chét keo vô là bình thường nha quý cô chú. Mã số 22 em xin giao lưu là 200.000. Mã số 23 cũng là một cái phôi giấy Mỹ ạ. Phôi này một to rất là lực nha quý cô chú. Chiều cao là 85. Hoành là 26 ạ. Cây này một co rất lực, dáng rất đẹp. Mã số 23 em xin giao lưu là 200.000. Mã số 24 cũng là một cái phôi giấy Mỹ. Chiều cao là 70. Hoành là 20 ạ. Mã số 24 em xin giao lưu là 180.000 ạ. Mã số 25 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Chiều cao là 77. Hoành ở đây là 18 ạ. Mã số 25 em xin giao lưu 180.000 ạ. Mã số 26 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 65. Hoành là 15 ạ. Mã số 26 xin giao lưu là 180.000 ạ. Mã số 27 cũng là một cái phôi với Mỹ ạ. Chiều cao là 65.
Hoành là 14 ạ. Mã số 27 em xin Zalo là 180.000 ạ. Mã số 28 cũng là một cái phôi giấy Mỹ, chiều cao là 60. Hoành là 17 ạ. Mã số 28 em xin Zalo 180.000 luôn ạ. Mã số 29 cũng là một cái phôi giấy Mỹ, chiều cao là 65 ạ. Hoành là 16. Mã số 29 em xin Zalo 180.000 ạ. Mã số 30 cũng là một cái phôi giấy Mỹ, chiều cao là 65. Hoành là 19 ạ. Mã số 30 em xin Zalo 180.000 ạ. Mã số 31 cũng là một cái phôi giấy Mỹ ạ, chiều cao là 80. Hoành là 21 ạ. Cái này nó quá già luôn. Nó thay già. Mã số 31 em xin Zalo 180.000 ạ. Mã số 32 cũng là một cái phôi giấy Mỹ ạ, chiều cao là 70. Hoành là 17 ạ. Mã số 32 em xin Zalo 180.000 ạ. Mã số 33 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ, chiều cao là 77. Hoành là 15. Mã số 33 em xin Zalo 180.000 ạ. Mã số 34 cũng là một cái phôi giấy Mỹ ạ, chiều cao là 65. Hoành là 14 ạ. Mã số 34 em xin Zalo 180.000. Mã số 35 cũng là một cái phôi giấy Mỹ ạ, chiều cao là 70. Hoành là 17. Mã số 35 em xin Zalo 180.000 ạ. Đây. Mã số 36 cũng là một cái phôi giấy Mỹ, chiều cao là 60. Hoành là 16. Mã số 38 cũng Zalo 180.000 ạ. Mã số 37 cũng là một cái phôi giấy Mỹ ạ, cây một cốt, chiều cao là 75. Hoành là 16. Mấy cái này là dấu cắt để về mình chét keo lại là không có sao hết nha quý cô. Mã số 37 em xin Zalo là 180.000 ạ. Ở đây em có mấy cái phôi mà hoành từ 10 tới 14 nha quý chú, em còn tầm 35 cây. Nếu quý cô chú nào chốt sỉ thì liên hệ qua số Zalo của em sẽ để sỉ là 90.000 một cây. Là nguyên cái lô này. Dạ đúng rồi. Lô này là quý cô chị, đế rất là đẹp nha, rất là sạch luôn. Hoành từ 12 tới 14 ạ. Em vô phân sẵn rồi. Em sẽ để giá là 90.000 một cây cho khách sỉ ạ. Là lấy hết cái lô này. Là lấy hết lô này là 35 cây. Rồi. Vô. Tiếp theo mã số 38 là một cây giống mới của chú Adana. Adana là giống hiện tại là mới nhất nha quý chú. Dòng này hiện tại bo còn rất là mắc quý anh chị, rất là cao. Chiều cao là 90 ạ. Tán ngang là 65. Tại vì cái này em đã cắt tàn lại cho nó dễ xếp với quý chú. Nếu mà nó bung tàn ra nó rất là to luôn nha. Cái này là cái to. Đặc biệt cái màu rất là đẹp quý anh chị, mới nở thì màu này ha. Sao thì em hoa cắt nó em già. Con lại cho quý chú về tới nhà là nó ra từ từ là mình vừa chơi luôn. Hoa nó già nó đậm lên màu đỏ cam nha. Hoành là 19 ạ. Cây này nó chuyển màu rất đẹp nha quý chú. Để rất là sạch luôn. Cây này về khai thác bo mình chơi bonsai luôn. Mã số 38 em xin Zalo là 700.000 ạ. 700.000 là em sẽ bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn. Cây giấy này khỏi sợ rồi em bao sống luôn. Mã số 39 cũng là một cây Adana nha quý chú. Chiều cao là 70.
Tán ngang là 50. Cái này hiện tại chưa có tán ngang nhiều, tại vì em con tiền là cho nó dễ ship á. Hoành là 19 ạ. Mã số 39 em cũng giao lưu là 700.000. Mã số 40 là một cây Arana dáng thế bonsai rất đẹp luôn chú. Cây này nhìn rất là đẹp nè. Chiều cao là 65 ạ. Wow, hoa rất là ngọt luôn. Tán ngang là 55. Trời ơi, cái đế nè quý cô chú. Mình thấy là mê luôn. Quỳnh là 23. Mã số 40 em xin giao lưu là 750.000 ạ. Mã số 41 là một cái cây sen đen nha quý chú. Sen đen. Gốc Mỹ ghép sen đen ạ. Mà hoa nè. Chiều cao là 80. Tán ngang là 80. Quanh là 13 ạ. Mã số 41 em xin giao lưu là 300.000 ạ. Mã số 42 là một cái cây tím đu cáo luôn quý chú. Dòng mới quý cô chị, màu chiều hoa. Chiều cao là 80. Rất là ngọt luôn. Quanh là 14 ạ. Cây củ đế sạch ha. Mã số 42 em cũng giao lưu là 300.000. Mã số 43 là một cây hai màu nha quý chú. Mỹ tím và mỹ trắng. Đuôi cáo tím. Ủa, và đuôi cáo trắng, trắng với đuôi cáo tím lộn. Hai màu. Chiều cao là 60. Tán ngang là 45. Đuôi cáo tím và đuôi cáo trắng nha quý chú. Có thêm một cái màu mới nhìn. Quanh là 13. Mã số 43 em xin giao lưu là 350 ạ. Mã số 44 là một cây hai màu, quay ra cam và đuôi cáo trắng. Quanh là 10 ạ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 35 ạ. Mã số 44 xin giao lưu là 300.000 ạ. Mã số 45 cũng là một cái cây ba màu ạ. Đuôi cáo trắng, đuôi cáo vàng và đuôi cáo đỏ nữa chú. Đuôi cáo vàng là hiện tại là cái nhánh này nè. Người ta ghép, người ta vô làm dấu băng keo nè quý anh chị, màu vàng ha. Cái này giống có quay cam. Chiều cao là 60. Tán ngang là 40 ạ. Hoành là 11. Mã số 45 em xin giao lưu là 350 ạ. Mã số 46 là một cây ba màu, đuôi cáo đỏ quay ra cam và đuôi cáo trắng luôn cô chú. Chiều cao là 60 ạ. Tán ngang là 40. Quanh là 12 ạ. Quay ra cam mà đuôi cá trắng là hiện tại là cái màu mới. Mã số 48 xin giao lưu là 350 ạ. Mã số 47 cũng là một cây ba màu luôn. Quay ra cam và đỏ đuôi cáo. Đuôi cáo trắng. Đuôi cáo trắng. Chiều cao là 75 ạ. Tiếng Yên là 45. Quanh là 11 ạ. Mã số 47 xin giao lưu là 350.000 ạ. Mã số 48 là một cây 4 màu ạ. Tất cả các màu này là giống mới nha quý cô chú, cho nên là tàn ngang là chưa có nhiều á. Đây là đuôi cáo trắng, đuôi cáo hồng. Màu mới quý cô chị, mới xuất hiện luôn ha, đuôi cáo hồng. Đỏ đuôi cáo, quê ra cam. Hiện tại là 4 màu. Chiều cao là 70. Tán ngang là 40. Quanh là 16. Đế rất là sạch ha. Mã số 48 em xin giao lưu là 600.000 ạ.
Tại vì do em bán chia sẻ giống cho quý cô chú mình về chơi hoặc là ghép ra, cho nên là cái giống mới mới là em đã đưa lên nên là nó chưa có cày nhiều quá. Tiếp theo là mã 49, cây hai màu ạ, đỏ rêu cáo và rêu cáo trắng, chiều cao là 80, tới ngang là 45 ạ, quanh là 13. Mã số 49 em giao lưu là 400 nghìn. Mã số 50 cũng là một cái cây ba màu, quê cam, trắng đu cáo vàng, chiều cao là 80, quanh là 17 ạ. Mã số 52 em xin giao lưu là 650 nghìn. Mã số 51, mã số 51 là một cây ba màu ạ, đu cáo trắng, đu cáo đỏ, quê cam, chiều cao 1m1 ạ, tới ngay là 70, quanh là 14 ạ. Cây đế sạch ha. Mã số 51 em xin giao lưu là 550 nghìn ạ. Cây màu mới quý cô anh chị. Mã số 52 cũng là một cái cây ba màu ạ, quê cam, đuôi cáo vàng và đuôi cáo đỏ. Cái này có bò đuôi cáo đỏ nè. Dạ, ba màu. Ba màu. Chiều cao là 70, tới ngang là 70 ạ, quanh là 16 ạ. Mã số 52 em xin giao lưu là 550 ạ. Mã số 53 cũng là một cái cây hai màu ạ, cây này chắc ba màu trắng, được trắng, được cáo, đỏ, được cáo, quê cam, quê cam ba màu, chiều cao là 75 ạ, tới ngang là 80, quanh là 15 ạ. Mã số 53 em xin giao lưu là 550 nghìn. Mã số 54 là một cái cây này là ba màu, đu cáo vàng, đu cáo trắng và quê cam, chiều cao là 95 ạ, tán ngang là 70, quanh là 14 ạ. Mã số 54 xin giao lưu là 600 nghìn ạ. Mã số 55, mã số 55 cây ba màu, cây ba màu, đuôi cáo vàng, đuôi cáo trắng và đuôi cáo đỏ, chiều cao 1m ạ, vàng rất là đẹp ha, lên cái màu, quanh là 15 ạ. Mã số 55 em xin giao lưu là 650 nghìn. Mã số 56 cũng là một cái cây bốn màu, đuôi cáo trắng, đuôi cáo đỏ, quê cam và đuôi cáo vàng, bốn màu quý cô anh chị, chiều cao là 80, tán ngang là 70, quanh là 15 ạ. Mã số 56 xin giao lưu 600 nghìn. Mã số 57 cũng là một cái cây hai màu và một cái màu mỹ rin nữa là ba màu. Dạ. Đuôi cáo hồng nè quý cô anh chị, đuôi cáo hồng màu rất là mới luôn nha, màu rất là ngọt, và đây là đuôi đỏ đuôi cáo nè, chiều cao là 80, tán ngang là 60, cây này form rất là đẹp ha, quanh là 15 ạ, đế sạch đế luôn, đế rất là đẹp luôn chú. Mã số 57 em xin vô lưu là 550 nghìn ạ. Mã số 58 cũng là một cái cây hai màu, cây này ba màu, bốn màu luôn,
Đuôi cá đuôi vàng. cáo vàng, đuôi cáo trắng, đuôi cáo đỏ và vây cái kem. Chiều cao là 90, thấy ngang là 65 ạ. Vành là 15, mã số 58 em xin vô luôn là 600 ngàn ạ. Mã số 59 cũng là một cái cây ba màu, đuôi cáo đỏ, đuôi cáo trắng, đuôi cáo vàng. Vàng nó lên hoa nè quý cô anh chị, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 80, tới ngang là 70 ạ. Hoành là 17, mã số 59 em xin giao lưu là 650 ngàn ạ. Mã số 60 cũng là một cái cây hai màu, quê Có cam và đuôi cáo trắng. hai màu. Chiều cao là 75 ạ. Tới ngang là 80. Mã số 60 em xin giao lưu là 550 ngàn ạ. Mã số cuối cùng mùa, mã số 60 cũng là mã số cuối cùng của anh em ạ. Tất cả các cây bên em là đều bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn. Cây là em bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Nếu phôi thì quý cô chú nào không biết nuôi á, thì liên hệ em sẽ tư vấn thêm ạ. Tất cả các cây bên em đều là giống mới hết nha quý chú. Cuối clip em xin kính chúc quý cô chú có một buổi xem kênh vui vẻ, làm ăn phát tài. Em chào gì ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. À, đuôi cáo này còn gọi là đuôi chồm đó quý cô chú anh chị, nhưng mà nghe cái tên thì đuôi cáo thì nghe nó thịnh hành và nó đẹp hơn ha. Rồi, Phát Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn Ngân Nguyễn nha.